3 năm nay rồi. Bắt gì? Nói ngoài là 3 năm rồi đó. 3 năm rồi. Ừ. Đã, trời ơi. Đó là do anh đi làm, nó lên đây đâu. Nhưng mà các anh thấy cái dấu vố này cũng mới làm gần đây mà. Là thì làm được năm mấy rồi. Ở 1 năm mấy mà cái bố chưa đều luôn hả? Ủa là ngày em đi nhiều hay đít? Đi chắc ngày được chắc 30-40 cây, 40 cây à. Ủa đi liều cũng nhiều chứ, nhưng mà tại sao 1 năm mấy mà cái mặt bố này là nó chưa... Có phải là chạy chậm nó nghe cái lật sực đúng không? Đúng rồi. Vậy là đi chậm đi dưới tốc độ trong tầm cả 2-30 gì đó, giữ ga là nghe nó cái lật sực. Mà mình lúc mình đã 20 mình tăng lên 450 là nó cứ lục. Cái này nó đi đóng máy là nó mới ngọt vậy nè. Còn cái này mà ngọt gì, cái này đang giật luôn cái ngọt gì. Ừ, vậy là nếu mà ngủ ra nó giật nhiều hơn nữa. Đúng rồi. Rồi vậy nhưng mà trước đó là có ai người ta mắc bệnh, là người ta mắc bệnh gì mà người ta thay bơm xăng? Thì hồi trước em có comment anh trên Facebook anh á, anh kêu là nên thay bơm xăng. Anh thay bơm bằng xăng mới luôn. Hồi xưa nó bị nặng lắm, thay bơm xăng thì nó bớt được nhiều á. Rồi. Bớt được nhiều. Okay. Nó vẫn bị, hồi xưa nó bị 100% đi, thay bơm xăng nó bị còn khoảng 70% thôi. Rồi. Thì rõ ràng như kiểu cái diện mà bạn diễn tả bằng miệng và cái hiện tại cái xe nó hoàn toàn khác nhau. Dạ, thấy chưa? Dạ. Tại vì thứ nhất có thể là bơm xăng thường nó yếu á, là nó bị thế này, bơm xăng nó yếu là đề sáng khó nổ, hoặc là lên ra là nó rỉ, nó hợp ở cái ga đầu. Còn cái xe này á, hiện tại bây giờ nè bấm đề cho mình ơi, không có thắng nữa nè. Như thế này á là gan ti nè, là cái nhóm ga lên là cái gương nó giật nè, nó giật từ cái đầu nè, nó giật nè, giật tê cả bàn tay luôn nè, giật cơ luôn nè, là cái đầu tiên. Cái thứ hai là đi chậm á, đi tầm khoảng từ 0-10 thì mình không nói đi, 20-30 đi chậm á thì cái xe nó lực lục cục, nghe được, có thể là nghe được âm thanh nó luôn, lục cục. Mà trước giờ có ai tháo cái nồi ra lần nào chưa? Làm rồi. Rồi sao cái rồi xong rồi lúc mà làm bơm xăng này rồi còn có làm gì nữa không? Em vệ sinh hộp ga. Rồi, hộp ga luôn. Rồi thay luôn rồi đúng không? Chính vì cái lý do cái mình diễn tả bằng miệng thì không thể nào ai tưởng tượng được hết á, nhưng nó nói là diễn tả bằng miệng không bao giờ cho chính xác cái bệnh được. Rồi cái xe này á, ok này không cần phải bỏ lại luôn, anh giải quyết luôn vấn đề luôn cho. Cái này nó không phải mà nào tưởng đâu, mà nghe em diễn tả nó là tiếng bô, nó là bụp, nhưng mà khi anh chạy thử nãy giờ á là nó không phải là bụp tiếng bô, mà là đi chậm á, giữ ra tầm khoảng 20-30, hoặc nói chung là 15-20-30 luôn, giữ chậm á là nó cực lực sực lực cực xong nhóng ga vô cái là nghe, vừa nhóng ga vô là nghe âm thanh bù cái âm thanh đó không phải là âm thanh tiếng bô nó bị hợp, mà là cái nồi chạy không nổi, cái nồi chạy không nổi luôn, em dùng từ là nó chạy không nổi luôn, nghĩa là khi mà vô ga lại nó cứ giật, mình gọi là nó rần, giống như là nó không lên như go được, nó bị kẹt như go vậy đó, nó giống như chèn vậy đó. Thì cái xe này giờ cái nồi đang giật rất là nặng nha, lục cục luôn. Cho nên là bây giờ nhiều bạn nó nói rồi, khi mà anh em điện diễn tả bằng miệng không bao giờ mình biết được, tại vì cái anh em nghĩ là nó cái này gọi là cái kiến thức của anh em nó diễn bao vậy, còn thợ mà nó thì theo chuyên môn nghề thì mình phải chạy thử, chứ không thể nào mà mình nghe diễn tả cái mà nó ra bệnh được. Nó về để mở cái nồi ra nha, làm xe xa mà vì không biết lấy cái giải. Rồi mở gốc hết đi, gỡ hết nồi ra cho anh em. Giật như ngựa luôn. Đây là bên trong cái nồi đây. Đồ thì bi người ta mất đi thai mới, trong đồ hết đó, nhưng mà xe nó rất là giật luôn. Mọi chi tiết cho giùm anh được không? Em đi công chuyện lâu không? Bây giờ em cứ ngồi, em cứ đây, anh để anh canh cái nồi cho em đi, rồi em sẽ xem chạy. Chẳng hạn như mà em đi đâu một chuyện, em qua đó em đậu.
rồi em để tới lúc mà nó nguội đây luôn, rồi em chạy lại xem nó còn hay không. Em đi thôi thôi cháu em gần đây nè. À thì qua đó ra và em để tới lúc mà nó nguội rồi em chạy, nghĩa là em để chiều em về á. 10:30 ăn rồi. 10:30 ăn hả? 10:30 ăn rồi. À rồi ok. Rồi. Làm đi, có gì chiều vòng ngồi em quay lại. Ok, 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 ok. Rồi, ok, để anh làm xong rồi anh để nguyên đó rồi tới chiều rồi cho em. Còn cái xe này giống như bị chuột cắn, con biến nha. Chở hàng á, chở hàng. Chở hàng xưa gánh cái ba ga đây nè. Không, không, trong đó kìa. À, chuột cắn á, chuột cắn đi xe. À, chuột nó cạp. Rồi, nói chung á, cái nồi này á, là nó giật là do nồi nha, lên ra nó gục 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 ha. À, đây nè, từ những cái bố canh ha, lò xo quá yếu rồi bố nha, giật là từ ở trong cái nồi này. Bây giờ nè, thứ nhất là anh sẽ canh lại cái nồi cho em ha. Canh lại cái nồi xong anh để đây, chiều em ghé lại đó là em sẽ chạy thử, thì em nó bảo là để nguội mấy tiếng là nó giật cho lắm đúng không, anh sẽ để nguội cho em luôn đó. Ắt trước thì ok, không có bị rộng đó, những ok. Bi thì em mấp một chút đó, anh thay lại bộ bi đó, bi nó khuyết hết rồi đó, rồi anh làm bố lại, anh chỉ làm hai phần này thôi. Rồi chiều em quay lại nha đó. Rồi ok em. Rồi cái nồi này thì trong này bạn khách bạn đi tiệc rồi, bạn xe này là bạn ở ngoài Vũng Tàu nha. Thì hôm trước bạn như mà bạn nói, bạn có comment trên cái video của mình thì bạn nói xe bạn bị hập cái đầu lúc mới ngủ gì đó, thì mình có nói là kiểm tra bơm xăng, sau đó thì bạn đã thay luôn bơm xăng rồi đó anh em đó, nên là cuối cùng là nó đỡ đi thôi, nó đỡ kiểu như là, nhưng mà chạy những mã này là 20-30 đó, nó cứ lực sực rụt nó cần rần, xong rồi vô ga cái nó gục nó kêu bên cái phần nồi á, nên là ở đây mình có làm đây. Cái chung này chung zin anh em, chung này chưa đó thì chưa làm gì hết á. Thấy ở đây là người ta có làm bố rồi mà cái bố nó bị gãy nó hết rồi anh em ơi, nó gãy nó hết rồi đó, nên là lại canh là xo đồ rồi nó quá yếu quá nhẹ, cái đầu hở chung ít nữa, nên là mình làm lại bố rồi mình chạy cái chuông bố với cái chuông này là mình vớt sẵn mình thẹp khuôn anh em, nên mình đưa vô đó. Còn đây là bi, giờ mình có cho tôi này nó ngày nó yếu quá anh em, mình có thay lại là thôi, là soi nó cho bạn ha. Rồi giờ lắp vô đem, nói lắp vô rồi giờ mình sẽ chỉ chạy thử một vòng thôi, sau đó thì mình sẽ để đây tới chiều cho bạn quay lại, thì bạn nói là máy nó nguội thì nó sẽ bị nặng, cho nên là mình sẽ để cho nó nguội thì bạn quay lại, thì bạn đi đám rồi bạn sẽ quay lại bạn lấy xe, thì nó còn bị hay không, nếu còn bị thì bạn sẽ để xe lại, còn nó hết bị là bạn sẽ lấy xe về, nhưng mà mình tính cắt 100% nha, là hết nha anh em. Rồi bắn cái giáp vòng ốc cho anh đi. Cái này nó không phải bị xăng lửa, nên là chốt với anh em là nhiều khi anh em hỏi hay anh em đi điện thoại hỏi mình cũng vậy, nên mình không có tưởng tượng được anh em ơi, mình không có cao siêu gì đâu, nên là cái gì cái ok được thì mang trực tiếp với mình, còn không thì thôi đó, chứ ở xa rồi nhiều khi là anh em hỏi mình nói phán đoán nó không đúng bệnh rồi tốn tiền của anh em nữa, nó vậy. Rồi ok, giờ để mình ra mình chạy thử, thì cũng để vô chiều cho bạn khách bạn chạy thử nha. Đây là cũ á. Sao rồi? Hết luôn rồi. Hết luôn đúng không? Dạ, cái chứng loại cái đó nó không phải là bị do mà bên kia trong kia đúng không? Nó bị do cái nồi. Thì lúc đầu em mang hết là anh nghĩ là anh hỏi em là nó có bị không, em la không, anh ngồi, nhưng mà anh chạy thử lúc đó là anh cũng cảm nhận được là nó có một chút lực sực rồi đi chậm. Nghe lúc em bảo là nó kêu như là kêu mà đạn láp vậy đúng không, kiểu như là nó kêu rồng hay đúng không, do cái âm thanh của cái nồi tạo lên nha, gọi là nó bị rần nồi, nó rần nồi, cho nên khi em đi chậm em vô ra lại nó cũng chực nữa. Cái nồi yếu, làm cái nồi lại thì nó cũng chưa vô bài, nghĩa là làm không khớp được, nghĩa là nồi thì tùy theo mỗi người làm, nhưng canh nó không gọi là ai cũng làm được, nhưng mà làm xong nó không ra được cái xe là nó không đồng đều được. Làm nồi thì thường là canh theo là canh bi, canh lò xo ba càng, lò xo trụ, hay là canh cả bố, cái chuông, canh đồ hở, nó canh nhiều thứ, cho nên là có người ta làm rồi không dĩ em đi không được, cuối cùng là em nghĩ rằng là không, cái nồi làm rồi là không phải cho cái nồi, quay sang là do cái khác, cho nên là nhiều khi không diễn tả mỗi một người một cái cảm nhận. Em chạy xe thì em nghĩ rằng làm nồi rồi là nó không bị, nhưng mà anh chạy xe thử thì anh mới biết rằng là cái xe này là nó kêu bên nồi đó. Rồi ok, lấy đồ lắp hết xe này vô đi em ơi đó, tất cả đồ anh thay ra thì chỉ có làm là bố nha, bố thì bố này chung là chất lượng nó không cao, nên là khi mà người ta dán là nó bị gãy, nhưng mà tại vì cái độ dán của người ta làm bố thì người ta không có canh với cái đầu hở của chuông nè, cũng không hiểu không, tại cái chuông này chuông thường nếu mà làm bố đó thì anh hay vớt cái chuông lại nha, anh vớt cái chuông trong cái sẵn theo cái bố á, tặng mà chạy cho nó mau điều bố á, nên là làm lại xong thì lò xo này của em thì nó yếu rồi
anh thay lại cái là to cũng là to zin luôn, nhưng mà nó mới hơn á, để cho nó nặng hơn một chút để nó có cái lực máy. Còn bi thì anh cũng canh bi cho em rồi, anh canh bi cho nó không có gào máy ha. Bi thì dặn nha em đúng không, nó không có gào, nó anh canh bi lại, canh bi rồi xong rồi anh canh là so xong là vậy thôi. Tính ra là cái bơm xăng trước thì cũng không đến nổi không, nó bơm xăng thì nó trường hợp là hợp thôi, hợp hoặc là khó đề khó nổ để dai á, về dai nổ hoặc là mình kéo lên cái nó cực ghê cái đầu á thì nó vậy. Còn này là xong bệnh đó, anh để từ lúc mà em đi tới giờ luôn, anh không đụng luôn, anh để là cho thiệt nguội luôn. Nếu mà nó còn thì anh xử lý đi em, nhưng mà anh chắc chắn là hết đó. Vậy qua clip chia sẻ cho anh em thực trạng gọi là khi mà diễn ra 3 năm nay rồi. Bạch gì rồi mà là 3 năm rồi đó, 3 năm rồi ừ. Trời ơi, đổ thời gian đi làm, đổ lên đây luôn. Nhưng mà anh thấy cái dấu bố này cũng mới làm gần đây mà. Là thì làm được năm mấy rồi à. Một năm mấy mà cái bố chưa đều luôn hả? Ủa ngày em đi nhiều hay đít? Đi chắc ngày được 30-30 cây 40 cây à. Ủa đi gì liều cũng nhiều chứ, nhưng mà tại sao một năm mấy mà cái mặt bố này là nó chưa có đều nè. Chứ cái bố anh trong đó là anh làm là em làm thường á, nếu mà chạy ít nha, là thường cũng phải có 500 cây đến 1000. 1000 thường là 1000 nha, sau 1000 là nếu bố làm lại là đều. Còn bố zin á thì nó sẽ là phải 2-3000 là nó đều hết mặt bố luôn. Còn bố mà em làm năm mấy, em làm một năm mấy mà em chạy nó ăn mới đúng cái nửa bố luôn á, nghĩa là này là chất lượng nó không có đạt rồi, nên bây giờ anh mới canh cái nào lại cho em á là hết thôi đó. Ok thôi, về là lụm chạy thôi chú cư đó. Rồi ok, clip cái đốc này anh em, giờ là chúng tao á. Rồi ok em, thôi nha.